Xin kính chào toàn thể các bác. Trước mặt các bác đây là cái vàng số 580 của Chipat. Nhìn cái vàng không muốn mua, đúng không? Nhưng mà đừng nghĩ nó đơn giản này thôi. Tiếng con này rất là hay. Nếu như các bác có một cái hệ thống loa tương đối xịn, tiếng con này rất là hay, phù hợp với khả năng xử lý với những cái loa rất là xịn. Đấy. Với như các bác mà gọi là mua về chơi thì em sẽ set up sẵn ở trong cái vang này các cái chế độ cơ bản 1, 2, 3, 4, 2, 4, 1 set sẵn cho các bác nhé. Ví dụ như là các bác nào mà lấy một combo là kiểu cả loa cả vang thì bên em sẽ set theo combo đó. Ví dụ là lấy loa nắc này thì em sẽ theo combo là nắc và cái vang này, lấy TB này thì em lại set theo này. Nói chung là đây là cái sự lựa chọn hoàn hảo mà giá nó vừa tiền. Con này em nói thật với các bác là nếu mà bây giờ giá thị trường chắc chưa đến 2 triệu. Vâng. Vang này chi phí vận chuyển rất là nhẹ nhàng. Đấy, nhưng mà nếu mà quà tặng đi theo thì cũng không nhẹ nhàng lắm đâu các bác ạ. Đấy nhá. Tất cả đây. Nhìn cái vàng trông chả có gì. Con này sản xuất 2013. Model sản phẩm là Chipat 580. Chipat 580. Đấy, máy trông nó rất là củi, chả có gì. Đây các bác có thể xem luôn này. Sử dụng chip Dream 3308B. Đấy. Chipat này 580 này. Thế thôi. Máy trông nó rất là củi xương, chả có gì. Mặt dưới chả có gì. Đấy. Chipat 580. Con vàng này thì thuộc dạng là siêu dễ chỉnh rồi, cực kỳ dễ chỉnh. Đấy, rất là phù hợp với các bác mà chơi gia đình. Ví dụ các bác mua cái vàng cơ cái loại tầm gần 2 triệu chưa chắc con nào ăn được con này. Con này nó có eco, có reverb, chỉnh tay được, chỉnh máy được, giá nó rất là rẻ. Hiện tại thì hàng số lượng em giao cho thợ vẫn còn khá là nhiều, còn hơn 20 chiếc nữa là bảo thôi tách nẻ ra mấy chiếc bán nẻ tí cho vui. Đấy. Bán tí cho vui nhá. Những cái dòng này thì em thường em không bán đâu. Em giao cho đại lý với anh em thợ. Còn nếu mà bán thì chắc là bán cho vui thôi. Chưa đến 2 triệu con vàng này. Cụ thể là 1 triệu 9 nhá. Cụ thể cái vàng này là 1 triệu 9. Em sẽ cài sẵn cho các bác các chế độ, hoặc là các bác là báo cho em biết là loa của các bác là loa gì. Em chỉnh sẵn 41. Các bác về là cứ thế là dùng. Hàng về em chưa vệ sinh, không nói nhiều nha. Đây nó có 4 mô sẵn này, 1, 2, 3, 4. Đấy. Vàng rất là nhẹ, không có gì cả. Đấy, trông nó rất là củi. Còn các bác nào mà thích kiểu như là mua theo máy, nó kiểu như là mua đẩy. Nhiều sò nhá, những con vàng này các bác không mua được đâu. Mà mua về xong là các bác lại kêu thế này thế kia thì em bán cũng lằng nhằng lắm. Nên là cái này bán cho những các bác nào mà đã gọi là khách thân quen, khách đã biết dùng rồi thì dùng con này được, chỉnh tay được, chỉnh máy được, dễ sử dụng, chỉnh tay được mà chỉnh máy được. Đây, con này là sử dụng 48 bit Dita Echo Karaoke Mini Pro Cancer này. Đấy. Có các nút này, tùy chọn này, volume ấn được này. Đây đây nó có đèn báo của mic này, đèn báo của music này. Đấy. Cắm mic báo nó báo đây. Đấy. Cắm music vào đây nó báo dòng dưới này. Đấy. Cũng đơn giản thôi. Đây chúng ta có hai cái màn hình hiển thị là mic void và music void. Vang này em còn nhiều nhá, nhưng em lấy về một chiếc để em nắp cho người quen thôi, thì tiện cái cũng quay luôn. Dưới kho còn nhiều quá. mấy ông em bán chậm quá, bắt đầu là anh đầu anh hộ em cái nhiều hàng quá. Đấy, thế là lại bán thôi. Những cái này nói thật em không muốn bán đâu, nhường hết cho anh em để bán, nhưng còn cái gì nó cũng ăn thì nhiều các bác nó kêu lắm. Những cái hàng này là em nhường đấy, nhưng mà nhường cuối cùng vẫn còn nhiều quá thôi. Đấy. Đây nhá. Cái nút này là chỉnh cho là effect này, tăng giảm effect này. Đấy. Tăng giảm effect, chọn echo gì vọt gì đây. Enter mic này, music này. Đấy. Nói chung là những cái dòng CISO và Chipat ý thì em nói thật các bác nhìn cái máy bên trong không có một tí gì gọi là đặc sắc lắm đâu. Các bác mà đang chơi dòng X mà nhảy sang những cái dòng này, ui nhìn trông chán đời, không tả nổi, nói thật luôn. Đấy.
chán kinh khủng luôn. Đây nhá, thì cái dòng này em bán 1,9 triệu bao ship, là có một dây nguồn đi theo. Cái này các bác cắm AV được nên em không có tặng dây. Các bác cắm được AV này, NR này, Kenter và SUP này, cắm AV được nên là em không có tặng dây. Còn những cái loại nào nó không có rắc AV này thì em sẽ tặng dây cho các bác. Dòng này nó rất là đa nhiệm nhé. Đấy, sản xuất năm 2013. Đấy, máy chả có gì. Đây, em sẽ quay cho các bác xem cái ngày sản xuất được chưa. Đấy, 20 tháng 2 2013. Đấy, chip xử lý đây, còn có mấy con 4558 này. Này, xử lý trung tâm này, con trung tâm thì nó dùng con rim của Pháp, rim của Pháp, chip của Pháp. Đấy, ok nhá. Thì các bác nào quan tâm đến cái dòng vàng này gọi cho em. Rất rẻ, 1,9 triệu. 1,9 triệu thì gọi là bán hộ thôi, lãi chắc được 100.000 200.000, trừ phí ship đi thì lãi được tí. Em nói thật các bác ấy, còn bảo hành cho các bác nữa, các bác dùng trong vòng 6 tháng nỗi gửi về em bảo hành cho, yên tâm nhá. Chứ không có kiểu như là bán mấy ông kia là kiểu bán xong rồi là thôi gọi điện là thuê bao quý khách và gọi là vứt. Bên em bán hàng nó một cái tiêu chuẩn hoàn toàn khác, khác với tất cả các cửa hàng khác. Bán hàng bên em nó như thế, hàng nó có sao quay giới thiệu thế, chứ không phải là hô mưa gọi gió là dòng này đẳng cấp, dòng này hay tuyệt vời, quảng cáo thế nọ thế kia, đến lúc các bác nhận hàng các bác nghe nó không ra cái gì cả, bằng tiếng chết. Đấy nhá, thì cái vàng này em báo luôn rồi, 1,9 triệu bao ship, có dây nguồn thôi, không có gì nữa đâu. Đấy, các bác nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp với em. Dòng này thì em nói thật là bán công nãi không được nhiều, em bán con này chắc chỉ được tầm 100, 150, 200 thôi, gọi là đủ để sống thôi. Còn các bác nào, anh em thợ nào mà lấy số lượng nhá, cứ alo cho em, cứ alo trực tiếp cho em. Đấy, ok, xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip lần sau.